Chiều ngày 13 tháng 8, Ủy ban Nhân dân huyện đã tổ chức bế giảng lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về vệ sinh môi trường, kỹ năng làm du lịch, chế biến món ăn, phục vụ du lịch cộng đồng năm 2022 tại thôn Lập Thắng, xã Thạch Lập. Sự buổi lễ có đại diện Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, các đồng chí thành viên Ban đề án bảo tồn và phát triển nhà sàn truyền thống của đồng bào dân tộc Mường gắn với phát triển du lịch cộng đồng huyện Ngọc Lặc giai đoạn 2021-2025. Lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Thạch Lập cùng với 90 học viên tham gia lớp bồi dưỡng. Trong thời gian 4 ngày tham gia học tập, các học viên đã được giảng viên của Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa truyền đạt 16 chuyên đề về nghiệp vụ lưu trú du lịch cộng đồng, thực hành lưu trú du lịch cộng đồng, cách thức về lĩnh vực làm du lịch homestay, du lịch cộng đồng, hướng dẫn cách làm việc, giao tiếp, thói quen ứng xử với khách lưu trú tại nhà, kỹ thuật sắp xếp buồng phòng, cách xử lý tình huống trong quá trình hoạt động du lịch, phát triển du lịch cộng đồng bền vững, có trách nhiệm với môi trường tự nhiên. Ngoài ra, học viên còn được giới thiệu 16 tiết về kỹ năng chế biến các món ăn truyền thống của địa phương để thu hút khách du lịch. Các học viên còn được học các trình bày, cách bố trí món ăn, kỹ năng xây dựng thực đơn, cách tính giá một bữa ăn hợp lý cho khách, vệ sinh an toàn thực phẩm khi chế biến món ăn. Thông qua lớp tập huấn giúp các học viên hiểu rõ hơn về tầm quan trọng và lợi ích của việc phát triển du lịch cộng đồng, kiến thức, kỹ năng phục vụ du khách, xây dựng thương hiệu, quảng bá hình ảnh, văn hóa, bản địa và nâng cao chất lượng phục vụ du lịch, thu hút khách đến tham quan, du lịch lưu trú, nghỉ dưỡng, khích lệ tinh thần và tạo động lực để nhân dân địa phương tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, nhưng vẫn gìn giữ được nét đẹp của thiên nhiên và văn hóa bản địa ở địa phương. Tại buổi lễ, đại diện Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo Phòng Văn hóa Thông tin và lãnh đạo xã Thạch Lập đã trao giấy chứng nhận cho 90 học viên đã hoàn thành khóa bồi dưỡng kiến thức về vệ sinh môi trường, kỹ năng làm du lịch, chế biến món ăn, phục vụ du lịch cộng đồng năm 2022. Sau buổi lễ, các đại biểu đã đi tham quan, đánh giá và thưởng thức những món ăn truyền thống của đồng bào dân tộc Mường nơi đây như xôi ngũ sắc, canh môn, canh lóng, cá nướng, thịt nướng. Mỗi món ăn được bày trí khá dân dã nhưng vô cùng bắt mắt, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, được hòa mình vào không khí sôi động của điệu múa pồn pôn. Đó là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Mường trên mảnh đất Ngọc Lặc.